Ở khía cạnh danh hiệu, Neymar giành 3 chức vô địch tại Ligue 1, 2 danh hiệu Coupe de France, 1 Ligue Cup và 1 Cúp Pháp. Tuy nhiên, trong cuộc đua cả bóng vàng, sau lần về đích thứ 3 vào năm 2017, Neymar đều không lọt vào top 10 đề cử trong 2 năm tiếp theo là 2018 và 2019. Vào tháng 6, Neymar bị tòa xử thua kiện và sẽ phải trả cho đội bóng cũ Barcelona số tiền lên tới 6,7 triệu euro. Cùng điểm lại 7 trận chung kết không bao giờ quên của Neymar, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ 2 của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để theo dõi những video tiếp theo và ủng hộ cho kênh nhé! Ở thời điểm người Brazil đang dần mất niềm tin ở đội tuyển quốc gia, Neymar bước ra ánh sáng như một người gánh trọn trên vai sự kỳ vọng của cả dân tộc. Dù cho đến hiện tại, những gì ngôi sao sinh năm 1992 đóng góp cho Selecao vẫn chưa thể thỏa được sự mong chờ của người hâm mộ, nhưng không thể phủ nhận được tài năng thật sự của anh. Ở cả đội tuyển quốc gia lẫn các câu lạc bộ từng khoác áo, Neymar vẫn cùng trái bóng biểu diễn những điệu samba thuần túy, đem đến niềm tự hào cho người Brazil. Trong từng trận đấu, từng mùa giải, anh cống hiến những màn trình diễn mãn nhãn cũng như những bàn thắng đẳng cấp, chinh phục người hâm mộ. Và bây giờ, hãy cùng điểm lại một số trận chung kết đáng nhớ của siêu sao Brazil để thấy rằng vì sao anh được đánh giá là một trong những ngôi sao đẳng cấp nhất trong làng túc cầu hiện tại. Confed Cup 2013 với Tây Ban Nha. Brazil bước vào trận đấu trong tâm thế là đã 3 lần đăng quang Confed Cup trước đó. Dù với đội hình trẻ, nhưng trên sân Maracana, đoàn quân huấn luyện viên Scolari đã biến điều khó tin thành hiện thực khi khiến Tây Ban Nha không kịp trở tay trước những pha triển khai tấn công như điện xẹt. Đặc biệt là màn trình diễn chói sáng của Neymar khi anh góp công lớn trong cả 3 bàn thắng của Brazil. Tiểu Pele nỗ lực chạm bóng trong pha làm bàn đầu tiên của Fred ngay ở phút thứ 2. Cũng chính Neymar bất ngờ tung ra cú sút chân trái rất đẹp vào góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 44. Và đầu hiệp 2, Neymar đã có pha bỏ bóng thông minh, loại bỏ hàng thủ Tây Ban Nha để Fred băng lên sút bóng chéo góc ấn định tỷ số 3-0. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1992 còn đem đến cho khán giả những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật và đầy tốc độ trong các pha phản công nhanh của Brazil. Một trong số đó đã khiến trung vệ kỳ cựu Gerard Pique phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ của cầu thủ này ở phút 68. Với màn trình diễn này, không quá bất ngờ khi Neymar giành danh hiệu cá nhân cao quý tại Confed Cup 2013. Đó là quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Club World Cup 2015 với River Plate. Barcelona khép lại năm 2015 bằng màn trình diễn thuyết phục trước River Plate ở chung kết FIFA Club World Cup. Đội quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã dễ dàng đánh bại những nhà đương kim vô địch Nam Mỹ khi ấy 3-0 nhờ pha lập công của Lionel Messi và cú đúp của Luis Suarez. Và nếu Messi và Suarez gây ấn tượng bằng những bàn thắng, thì Neymar lại tỏ ra xuất sắc trong khâu kiến tạo. Tiền đạo mang áo số 11 cho thấy kỹ năng truyền bóng ngày càng hoàn thiện khi thực hiện cú đánh đầu cho Messi mở tỷ số và tạt bóng như đặt cho Suarez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0. Không những thế, trong suốt cả trận đấu, tiền đạo sinh năm 1992 liên tục có những pha đi bóng lắc léo đậm chất kỹ thuật khiến cho các cầu thủ River Plate nhiều lần chao đảo. Và nếu không có ngòi nổ này, có thể Barca đã gặp không ít khó khăn trong việc phá vỡ hàng thủ kỷ luật của River Plate. Coupe de France 2019 với Stade Rennes. Sân Stade de France ngày 28 tháng 4 năm 2019 chào đón sự trở lại của ngôi sao Neymar bên phía Paris Saint-Germain sau một thời gian dài cầu thủ người Brazil phải nghỉ thi đấu vì điều trị chấn thương. Thực tế, ở cuộc đối đầu với Rennes, cầu thủ số 10 đã chơi khá tốt và cũng kịp để lại dấu ấn cá nhân. Ngay trong hiệp 1, siêu tiền đạo này đã có bàn thắng cho riêng mình ở phút 21. Đây là pha làm bàn cho thấy kỹ năng tinh tế và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của Neymar. Trước đó, ngôi sao Brazil cũng có pha kiến tạo từ tình huống đá phạt góc cho Dani Alves ghi bàn mở tỷ số. Thế nhưng dù Neymar tỏa sáng, nhưng gã nhà giàu nước Pháp vẫn để đối thủ cầm hòa và đành bước vào chấm luân lưu để giải quyết trận đấu. Và ở lượt sút của mình, ngôi sao người Brazil cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn phải chịu thua đối thủ 5-6 và nhìn Rennes giành cúp quốc gia Pháp. Copa del Rey 2016 với Sevilla. Barcelona bước vào trận chung kết cúp nhà vua 2016 với quyết tâm bảo vệ chức vô địch trước đối thủ là Sevilla. Tuy nhiên, đội khách đã phải trải qua những khoảng thời gian đầy khó khăn tại Vincent Calderon bởi Sevilla cũng đang tràn đầy tự tin khi tại thời điểm đó họ vừa trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử 3 lần liên tiếp vô địch Europa League.
các cầu thủ Balanganas đã khiến cho Barca bế tắc trong việc ghi bàn, và trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa không bàn thắng và họ phải thi đấu hiệp phụ. Khoảng thời gian hiệp phụ, thế trận hoàn toàn thuộc về đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique, nhưng phải đến phút thi đấu cuối cùng, các cầu thủ Barcelona mới có thể nở nụ cười chiến thắng khi phút 120, Neymar ấn định chiến thắng với pha thoát xuống dứt điểm chính xác sau đường chọc khe của Messi. Cùng với bàn mở tỷ số trước đó của Alba, Barcelona vô địch cúp nhà vua với chiến thắng 2-0 trước Sevilla. Champions League 2015 với Juventus. Trong màu áo Barcelona, Neymar đã chạm trán Juventus tại trận chung kết Champions League 2015. Ở đó, ngôi sao Brazil cùng những người đồng đội đã thi đấu chói sáng, giành chiến thắng 3-1 xứng đáng trước đối thủ. Ở bàn thắng đầu tiên, dù không phải là người kiến tạo cho Ivan Rakitic, nhưng chính Neymar là người phối hợp với Iniesta chuyền bóng cho cầu thủ người Thụy Sĩ mở tỷ số trận đấu. Khi trận đấu còn chưa tới 1/3 thời gian, mảnh lưới của đội bóng Italia lại rung lên từ cú lao người đánh đầu hiểm của Neymar sau quả tạt thuận lợi do Jordi Alba thực hiện. Tuy nhiên, bàn thắng bị từ chối vì lỗi để bóng chạm tay của ngôi sao bóng đá số 1 Brazil. Nhưng cũng không cần quá tiếc nuối vì ở phút bù giờ cuối cùng, Neymar đã tỏa sáng kịp thời để mang về bàn thắng ấn định tỷ số cho đội chủ sân Camp Nou, như một sự khẳng định sức mạnh vô song của Barca tại thời điểm đó. Sau trận đấu, Neymar đã bật khóc bởi đây chính là chức vô địch C1 đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Cúp quốc gia Pháp với Saint-Étienne. Cuộc đối đầu giữa PSG và Saint-Étienne tại sân vận động quốc gia Stade de France cũng là trận đấu đầu tiên của một trong những giải bóng đá hàng đầu châu Âu cho phép người hâm mộ được vào sân kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, mặc dù với số lượng rất hạn chế. Bước vào trận đấu, Neymar và những người đồng đội vẫn giữ được sự thanh thoát trong từng pha bóng. Về phía đoàn quân của huấn luyện viên Claude Puel, họ chọn lối đá phòng ngự, chủ động phạm lỗi để ngăn những đôi chân nhảy múa bên phía PSG, đặc biệt tiền đạo mang áo số 10 Neymar. Thế nhưng Saint-Étienne vẫn không thể ngăn cản được sự tỏa sáng của ngôi sao số 1 PSG. Phút 13, xuất phát từ pha phối hợp với Angel Di Maria, Kylian Mbappe băng vào vòng cấm và dứt điểm, bóng bật ngược ra đến chân Neymar và ngôi sao người Brazil đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp PSG đoạt cúp quốc gia Pháp 2020. Olympic Rio 2016 với Đức. Brazil gặp Đức tại trận chung kết Olympic Rio 2016 sau 2 năm kể từ ngày Seleção chịu một trận thua nhục nhã 1-7 tại World Cup 2014. Trận đấu mà ngày hôm ấy, Brazil ra sân thiếu Neymar vì bị chấn thương lưng. Và cuối cùng với tỷ Pele, Brazil đã rửa hận thành công. Tiền đạo sinh năm 1992 đã ghi bàn mở tỷ số bằng cú đá phạt mẫu mực ở khoảng cách 28m làm tung lưới thủ môn Timo Horn. Thêm vào đó, anh còn là người đá quả pen hạ màn, giúp Brazil giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 120 phút. Anh bật khóc trong giây phút chiến thắng và nằm gục xuống sân trước khi cùng đồng đội lên bục nhận huy chương vàng và hát quốc ca với sự tự hào dân tộc trên khuôn mặt. Chung kết Champions League mùa giải 2019-2020, Paris Saint-Germain với Bayern Munich. Ở trận đấu này, Paris Saint-Germain không được đánh giá cao bằng Bayern, trong khi đội bóng Đức đang có phong độ hủy diệt và rất giàu kinh nghiệm cũng như thành tích tại Champions League, thì đây mới là lần đầu tiên Paris Saint-Germain được góp mặt ở trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Mặc dù vậy, trong khoảng 60 phút đầu trận, PSG đã chơi ngang ngửa với Bayern, đội bóng nhà giàu nước Pháp đã có những cơ hội rất thuận lợi để mở tỷ số trong hiệp 1. Nhưng hai ngôi sao tấn công hàng đầu của họ là Neymar và Mbappe đều không chiến thắng được thủ môn Neuer bên phía Bayern, không chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng. Paris Saint-Germain đã phải trả giá. Phút 59, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 cho Bayern Munich. Đau lòng vì thất bại, Neymar suy sụp hoàn toàn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Anh ngồi ở một góc sân, ôm mặt khóc nức nở. Đã 4 năm kể từ khi đăng quang Champions League cùng Barcelona, Neymar khao khát danh hiệu này thêm một lần nữa, nhưng chưa thể thành công. Nhưng ngôi sao sinh năm 1992 không thể ngừng khóc dù được an ủi, và những giọt nước mắt của Neymar lại tiếp tục rơi khi anh lên nhận huy chương dành cho đội bóng Á quân của giải đấu. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn sau khi xem hết video này. Đừng quên nhấn subscribe kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!